Sáng hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2023. Bò về trại em gồm có bò bê phát kem. Bò về trại gồm có bê phát kem. Mời cô chú anh chị gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem. Mình xác cái chuồng chốt bò. Thì em quay riêng con bò lở đứng phía đầu để anh chị xem cái đòn rất là dài luôn chị. Cái đòn này anh chị thấy nè. Từ cái đầu nó dài ra tới hồi sau cái đòn khủng khiếp đòn anh chị ơi. Bò lở. Bò này là 1m17 anh chị. Đó, xương rất là to luôn ha. Hai chân trước hai chân sau thành đòn băng luôn. Rồi bò này. Bò lở này, bò thở dàm lên liền rồi anh chị, tại vì ra trong vườn á. Bò này dễ quá cho nên người ta không có sợ dàm. Bò là gần 9 tháng ha. Bò lở nè, đòn rất là dài luôn. Thành thẳng băng luôn anh chị ơi. Bò quá là đẹp luôn, giá quá mềm luôn. Bò lúc này nó tuột hơn lúc trước nữa. Bò lúc này nó rẻ hơn lúc trước anh chị ơi. Nó tuột xuống 10 triệu con á. Quá trời rẻ luôn. Tối luôn ha. Hình đầu mặt mỏ rồi, bò đầu chằn dần luôn, xương ghim vai lưng nách ha. Bò này không thua bò cái bắp anh chị. Bò này không thua gì bò cái bắp ha. Hình đòn rất là dài luôn, chiều cao của bò 1m17. Tháng tuổi của bò là bò này gần 9 tháng anh chị. Đó, quá trời bò. Hình đòn băng luôn. Quýt ha, gọng dài đưa ra ghê không? Gọng dài lưng nách ha, mình khỏi chê ha, chịu điên lực ha. Giò cẳng to tê, cao ráo đòn dài. Cái ngang nó khủng khiếp không? Ôi trời, cái ngang nó lưng đó. Lưng như tấm ván gỗ anh chị. Trời. Rồi anh chị nhìn chị bây giờ thấy là bóng ngời rồi, đứt con muối rồi, hết biết rồi. Bò lưng đôi nha, đó bò lưng đôi anh chị, lưng đôi khỏe ha, xương sóc to tê luôn, hình ghim dai lưng nách là khỏi chê ha. Đầu mạch mỏ ha, rất là duyên dáng luôn, giò tối luôn. Đòn rất là dài, chiều cao bò là 1m17 có dư luôn chị. 1m17 có dư ha. Còn dòng ống anh chị thấy không? Cái gối nó nhuận đứng thẳng băng luôn. Bò cổ rô hình rất là hay luôn. Giá quá rẻ anh chị ơi. Bò giá rất là mềm luôn. Đầu mặt mỏ. Ôi ôi quá. Cái đầu chặn văng luôn nè. Quá trời bò lở anh chị ơi. Đòn rất là dài luôn ha. Em ship tận nơi cho anh chị là 100 cây ha. Quá trời đẹp luôn. Quá trời dài. Bò thì cái đòn khủng khiếp cái đòn luôn. Bò anh chị bắt bộ béo tầm 8 tháng là cái chuồng lở lứa anh chị. Đó. Anh chị bắt cái con này anh chị rép con nào cũng được trong trại em. Em qua Zalo lại cho anh chị xem là chốt giá xong em chở em giao cho anh chị là 100 cây ha. Đây. Quá trời hình bò lên chị ơi. Trời ơi giờ nó nhiều lắm. Đòn lúc luôn. Con đòn dày lúc luôn ha. Xương sóc lưng nách là khỏi chê chị. Đúng là chênh lệch ha. Anh chị rép với con này nè. Được cũng được luôn. Giá quá mềm anh chị ơi. Anh chị rép vô con này ha, em giao cho anh chị luôn 100 cây ha. Bò nó phải tụt xuống 10 triệu con, so lúc trước là quá rẻ luôn. Trời ơi. Bò là anh chị thấy nè. Nó dần xương tối luôn anh chị, còn dần xương nó tối luôn ha. Dần cái dần lưng nó nè. Con nào mấy phải à. Đó, ship anh chặn lại cho anh chị luôn ha. Hình độc, quá trời. Quá trời con bò. Hình đòn, hình pin lực thẳng băng luôn anh chị. Giá quá rẻ luôn.